Rồi, xin chào quý anh chị nha. Đây là kho máy của bên em đây ha. Rồi, hôm nay có khách ở Đắk Nông xuống lựa một con máy chạy nước nha anh em. Ông hợp đồng, khách chọn một con máy cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Giờ thì em chụp hình với khách nha. Rồi, giờ để em quay sơ con này cho anh chị xem nha. Thì đây là một con máy chạy nước nha. Đó, con cuốn còn rất là mới luôn, mới chốc sơ sơ rồi. Đây là một con máy Thái nguyên si nhập từ Thái luôn. Đây, 7 hộp ha. 7 nha, số đẹp luôn. Đây tối. À. Bơm bọt nguyên chỉnh. Nói chung máy chạy nước là đẹp lắm rồi. Bánh này chưa chóc hết sơn nữa. Xích phăng ken. Bùng lúa blood. Có biển số luôn. Đó. Tám hai năm ba DC70 Blood. Giờ thì anh em làm thay yêu cầu khách đó, thay một số phốt này nọ trong cái hộp số rồi khách về chạy luôn ha. Máy này máy chạy nước cho nên còn rất là đẹp luôn. Đây nãy em có quay rồi đó, về Đắk Nông nha. Rồi em Minh xin chào quý vị khách hàng nha. Thì bắt đầu lên máy về Đắk Nông nha anh chị. Đây là một con máy DC70 Blood chạy nước nữa luôn, rất là đẹp luôn ha. Thì em sẽ lên máy về Đắk Nông nha. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều luôn nha. Rồi, xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây, cho anh em dễ nhận diện nha.